Các bác có biết đây là cái gì không ạ? Đây là cái răng cao su của tủ lạnh, nó đang bị bẩn và mốc đen. Cái vết này thì nhà nào hầu như cũng gặp nhé. Và cái vết này thì không phải lấy khăn lau đi là sạch đâu, vì cái vết mốc này nó đã bám chân sâu vào trong cái phần răng cao su này rồi. Nghe đồn là cái chai tẩy đa năng Dr. V nó sẽ tẩy được cả cái vết mốc đen ở răng cao su máy giặt và răng cao su tủ lạnh. Hôm nay em sẽ thử nhé. Đầu tiên đó là xịt một lượt chai màu vàng vào cái răng cao su này. Đấy, các bác xịt như em này, xịt ít thôi, không cần nhiều đâu. Miễn là nó thấm đủ là được rồi. Sau khi xịt chai màu vàng xong, em sẽ xịt tiếp sang chai màu xanh. Sau khi xịt chai màu xanh xong thì em sẽ để đó trong vòng tầm độ 15 phút. Và các bác chú ý là mình nên dọn dẹp những cái đồ trong tủ lạnh đi, để mình không xịt vào đồ ăn thức uống nhé. Đấy, và sau khi xịt xong cả chai màu xanh rồi thì em sẽ chờ 15 phút. Sau đó là lấy cái khăn và lau đi. Lau đến đâu thì cái vết mốc nó sẽ bay đến đấy nhá. Riêng cái cặp này mà tẩy vết mốc từ đồ vải cho đến răng cao su rồi là đồ nhựa là nó rất là nhạy luôn, và nó còn tẩy được cả xoong nồi, quần áo, bếp ga, nồi niêu xoong chảo bị ố vàng, dầu mỡ rồi bị bẩn cứng đầu, cháy khét các bác nhé. Đó, đây mà các bác nhìn xem, nó đã sạch bóng rồi. Lau đến đâu là những cái vết mốc đen nó sẽ bay đến đấy và trả lại cho mình cái tủ lạnh rất là sáng mới nhé. Cặp này thì tẩy rất là đa năng. Các bác mà muốn mua về để tẩy các cái dụng cụ trong gia đình thì cứ bấm vào giỏ của em nha.